Nào, trứng đấy, mổ vỡ ta vụt cho bây giờ. Này này này, này này, giang cánh làm gì ấy? Lấy đà đấy, nó lấy đà đấy. Ấy, gãy mẹ mỏ mày đi, ngu lắm con ạ. Các bạn nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn. Ấy xin. Gãy mỏ nào. Mình chào tất cả các bạn đã trở lại clip tiếp theo của mình nhé. Bây giờ là trời đã về sắp chiều tối rồi. Đây các bạn nhìn thấy kìa. Ở phía xa xa kia là đàn vịt đẻ đấy. Đàn vịt đẻ của người dân ở trong làng người ta thả ngoài vẻ đê này này. Đấy, nó đang đi kiếm ăn. Đây nó đang chạy sang bên này vài con này. Đấy. Thì trời cũng đang đổ mưa này các bạn này. Kìa đằng kia đang mưa rồi, cầu vồng rất là đẹp. Ôi mưa rào rồi. Ôi hai cái cầu vồng luôn. Hai cầu vồng luôn. Thế nhìn theo ý kiến của các bạn thì các bạn có khuyên mình ấy, mưa to quá, là đi đặt những cái quả trứng vào những cái tổ mà vịt nó đẻ lang ấy. Cái clip lần trước ấy, mình mang mình đi săn thì vô tình nhặt được vài quả trứng vịt. Thì hôm nay là có một số bạn comment góp ý với mình là mình đằng nào người ta cũng đẻ hoang, người ta không biết, người ta không lấy. Các bạn góp ý mình là đặt mấy quả trứng vào cái chỗ đó để sau sáng mai vịt người ta nó ra đồng sớm ấy, nó đẻ vào đấy thì một vài bữa mình quay lại, nếu may mắn mà còn thì mình lại nhặt, nếu không còn thì thôi. Đấy thì bây giờ mình sẽ đặt vào những chỗ mà lần trước mình nhặt được nhá. Hôm nay là cố tình các bạn ạ, lần trước là vô tình nhặt được trứng, nhưng hôm nay là mình sẽ cố tình. Đây mình sẽ đặt vào đây một quả này, mưa to quá, nhanh chóng chóng này. Đây một quả nhé các bạn nhé. Wow. Wow, trời mưa to quá các bạn ạ. Mình vẫn phải đặt thôi để tranh thủ về cái. Đây như cái chỗ này hôm nọ là mình có nhặt được mấy quả này. Đâu nhỉ? Đây cái ổ cũ nó đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đây cái ổ cũ nó đây. Đấy. Bây giờ mình sẽ đặt vào đây nhé. Các bạn thông cảm là mưa hơi to nên mà chắc chắn âm thanh sẽ bị ảnh hưởng một chút. Đây mình đặt đây một quả này. Đấy. Khoảng 2 hôm sau mình sẽ quay lại nhé. Đâu xem còn đâu nữa. Mình sẽ không đặt ở vệ đường này, bởi vì đặt vệ đường này nếu mà có thì người ta cũng nhặt mất mà. Mà con vịt nó đẻ lang ở vệ đường này rất ít. Nó toàn đẻ trong những bụi thôi. Lần trước ở trong cái bụi kia mình nhặt được mấy quả liền ấy. Thì xin thưa các bạn là có rất nhiều bạn comment ấy, nói mình này nọ, bảo là tham mấy này này nọ. Nhưng xin thưa các bạn là đây này, đây có một cái tổ lứa này. Đấy, mình sẽ đặt vào đây. Nhiều bạn comment nói mình là mình tham này, mình này nọ, mình nhặt trứng của người ta. Thế nhưng mà thưa các bạn là tuổi thơ ấy, bạn nào cũng đã từng trải qua những cái thời chăn trâu cắt cỏ, bạn nào cũng đã từng nhặt được những quả trứng mà người ta không biết. Tôi nói các bạn nhé, bây giờ người ta thả vịt ở đây, bây giờ người ta thả vịt ở đây thì đây là cái diện đất, đây là cái diện đất thì vịt đẻ trên bờ thì mới phát hiện. Còn nếu như mà người ta thả thùng ấy, người ta thả thùng sâu thì vịt người ta đẻ lang ấy thì nó đẻ giữa thùng thì nó chìm dưới đáy thùng thì cũng mất thôi các bạn ạ. Đấy, bởi vì nhiều con vịt nó đẻ rất chi là muộn, nó không đẻ vào đúng giờ đêm đâu. Thôi xin thưa các bạn nhé, bây giờ mình đặt như vậy thôi, mình phải quay về bởi vì là trời mưa rất chi là to, trời mưa rất chi là to mà sấm sét kinh khủng lắm. Mình về đây 2 hôm sau mình sẽ quay lại để mình nhặt trứng. Hẹn các bạn 2 ngày hôm sau tôi sẽ trở lại xem kết quả nó như nào nhá. Các bạn thấy con bìm bìm của mình có hoành không? Mình cắt lông nó đi, đâm ra là trông nó hơi điêu điêu một tí, nhưng mà kệ nó.
cắt này cho nó bay ngắn, nó không bay được xa. Đấy, đây là đến cái khu vực mà người ta thả vịt cho các bạn nhé. Để mình cho chim xuống. Đấy, vịt kìa, các bạn nhìn thấy chưa? Vịt đẻ đấy. Trên kia rất là nhiều, người ta thả từ sáng sớm cơ. À, lượn vài vòng đã chứ nhỉ? Tà nào cũng thế, mình cũng đi huấn luyện cho bìm bịp nó sống hoang dã thật mà. Nhé. Đấy, đậu ở trên vai. Giời khéo ỉa ra tao. Ỉa ra thì tao khắc vụt. Này nhảy đầu tát ra mũ trắng đấy. Nào ra đây. Ai à, ai à. Cặp tay đau, tát vào đầu rồi. Thấy không? Cặp tay bắt đau bỏ sư ra. Đau bỏ sư ra. Xuống dưới đây nhá. Ừ? Sao? Ai à, à đau. Đau. Tát cho mày phát ra. Chim mày cò. Nào. Bay tí. Rát thế, sao cứ quấn lấy tao làm cái gì? Hả? Bay đi chứ nị. Lông cánh mới có tỉa có tí thì làm gì mà nhiều. Ở nhà mày bay khỏe lắm mà. Mày nhảy từ cây này sang cây nọ, mày bay lên cả mái nhà cơ mà. Thế ra đây mày rát thế. Nó rát lắm các bạn ạ. Các bạn ạ, đấy thì ở nhà thì nó kiểu như là nó quen rồi. Mình nuôi nó từ nhỏ nên mà nó quen cái cuộc sống mà gần người rồi. Ra ngoài này nó thấy cái không gian mênh mông rộng lớn chắc là nó hãi mà. Rát. Chưa bao giờ nhìn thấy bầu trời nó rộng lớn như thế này. Nào, dang rộng đôi cánh đi, bầu trời này là của em đấy. Em ngó nghiêng gì? Hay em có thích ăn trứng vịt đâu? Nào, trước tiên để anh đi nhặt cho em một con châu chấu đã nha, xem ngoan không nhá. Nhảy em đi, bay đi. Trông cho anh cái túi này nhá. Ok chứ? Đấy, đúng rồi, dẫm lên nó và trông nó đi. Đứng im ở đấy. Để anh đi bắt châu chấu cho. Đây rồi. Một con. Ô, em vẫn đứng trông túi cho anh à? Đây đây đây. Ai đuổi gì đấy, đuổi gì đấy? Ê, đuổi gì, đuổi gì? Đây. Này. Cóc 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 cóc. Đuổi cái gì ấy? Châu chấu này. Đấy, ôi giời ơi, ngon. Ngon. Để đi bắt được con nữa nhá. Ở đấy nhá. Vịt đấy không phải con đại bàng đâu, phải phải sợ. Các bạn ạ, các bạn với lại các bác à, loài chim bìm bìm này nó là một loài chim đi săn, săn được rất nhiều các loại thú nhỏ, chim nhỏ. Thế nhưng mà đặc biệt là nó sợ đại bàng các bạn. Chạy đây đâu, nó đang đi tìm gì ấy. Sao, thắc mắc gì? Tìm gì ấy? Hay là sợ? Sợ méo thì mới có con vịt đẻ ấy. Các bạn này, cái con bìm bìm này nó cứ dính lên mình các bạn ạ. Bởi vì là nó ra ngoài này nó sợ hay sao ấy, nó cứ dính lấy mình. Đây mình vứt nó xuống nó cũng không xuống này. Nó cứ dính lấy mình luôn. Nó không muốn rơi xuống đất nữa. Con này căn bản là chưa đấy. Mình rất chi là ít tập cái cuộc sống hoang dã cho nó, đâm ra rất chi là bất lợi. Nó cuốn lấy tay luôn. Đây. Thả không đi luôn nhá. Cố tình vứt cũng không đi luôn. Càng trèo cao hơn này. Thế nào, trèo lên đầu đi. Lên đầu đi. Lên vai, đấy đứng ở đây. Mổ tai tao ra khắc bảo nữa nhé. Nào. Em có nhìn thấy cái gì không? Châu chấu. Thích không? Ở đây nhá. Ở đây để bây giờ anh đi tìm trứng nhá. Cấm chạy nông thôn biết chưa? Hả? Nhá. Hết rồi. Châu nữa bắt tiếp. Để đi bắt trứng đã. Ngu lắm. Không chưa mất rồi, chốc người ta ra đồng ngu lắm nhá. Ở đây nhá, cấm chạy lung tung, biết chưa? Mải mê cho cái việc nghịch chim, mình quên mất cái nhiệm vụ chính của mình là đi nhặt trứng. Đấy, thì mình bây giờ mình phải tìm lại những cái tổ trứng mà mình đặt không. Mình nhớ ra là cái chỗ này hôm nọ mình đặt này. Ôi sao lại có vỏ trứng ở đây nhỉ? Ồ lại có vỏ trứng ở đây. Ô thôi chết rồi. Cái quả trứng đặt ở đây không còn. Lại còn có vỏ ấy. Ôi xem nào. Ủa thành quá, mới cái vỏ này là mới bị đập vỡ. Ô thôi chết rồi. Đây em nghi nè, mình nghi là chuột chuột ăn các bạn ạ. Đấy
Đây quả trứng ở chỗ này không còn, mà ra ngoài này là toàn vỏ. Lại chưa ăn rồi. Đấy, ăn mót gặp ăn trộm rồi. À quên, ăn mót gặp ăn cướp rồi. Lại đi tìm ở chỗ khác vậy. Không, 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 không. Ở đây nhá, cấm chạy lung tung. Hay là đi theo không? Đi không? Đi theo lên đây, lên vai nào. Lên vai thôi. Đứng ở đấy nhá, đứng ở đấy nhá. Đấy, để mình di chuyển sang này các bạn nhá. Xem có còn quả nào không? Các bạn nhìn thấy chưa? Vịt ở trên kia rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ không lên trên đấy, bởi vì cái khu vực trên đấy là cái khu vực ao sâu rồi ấy. Thì nếu mà nó có đẻ thì nó cũng toàn đẻ dưới ao thôi. Nó chỉ có khu vực làn dưới này này đấy. May ra người ta có để đẻ sót quả nào thì được quả đấy. Còn quả đấy. Ai, ai à, ai à, tao vừa nhìn được quả trứng mày này. Ai dù, nhảy lên đầu tao, tao tát cho mày phát ra. Xuống. Ôi dồi, xuống đây, xuống 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 đây này. Đây các bạn ơi, một quả trứng nữa. Một quả trứng nữa. À không phải là một quả nữa mà là một quả đầu tiên. Cái quả kia là quả của mình đặt. Thế nhưng mà chuột nó mổ mẹ mất rồi. Để vào đây nhá. Đấy. Đi đi đi, chạy chạy. Chạy nhanh 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 nhanh. Đây. Ây 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 ây. Bay bay bay. Đây một quả trứng nữa các bạn ơi. Ờ à, không phải. Ồ đây đây là quả lấm, quả lấm, quả lấm. Lấm này ăn được không nhỉ? Cái cây lấm này nó là lấm trứng, nhìn rất chi là giống trứng luôn. Nhìn cứ tưởng trứng luôn. Chẳng còn đâu. Ở trong đấy nhá. Con bìm bịp của mình nó đã rúc vào trong cái bụi cây này các bạn này. Cứ ở đấy nhá. Đấy, quả lấm nhìn y như quả trứng luôn. Thế. Đây, đây này một cái. Đây này một cây lấm nữa này. Ôi giời, cứ tưởng trứng. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, có giống quả trứng không? Nhìn xa y như quả trứng này. Nhưng mà thực ra nó là cái cây lấm. Đây mình cậy cho bạn xem này. Đấy. Đây. Cái lấm trứng các bạn ạ. Lấm trứng. Đây là cái chỗ chuột đào. Lấm trứng này. Nếu mà phải cái lấm ngày xưa ấy, ăn rất là ngon, về nấu canh ăn ngon cực, hay xào ăn ngon cực. Không bỏ đây đi. Đi tìm trứng, đi tìm trứng. À, mình chưa quay lại những cái chỗ mà mình đặt trứng hôm nọ nhé. Để mình tìm loanh quanh những cái chỗ mà vệ bờ này xem nó có đẻ lang một vài quả không. Những cái chỗ này thì không phải tổ nó này, nếu có đẻ nó chỉ đẻ lạc một hai quả thôi. Không nhiều đâu. Tìm được cái tổ mà nó nằm lâu đời rồi ấy, thì nó mới nhiều. À. Một quả nhá, lại đu túi quần. Lại vỡ như hôm nọ. Đấy, có thấy không? Thấy không? Ăn không? Ăn luôn đi. Này, mổ vỡ thật đấy. Có cam được không? Hả? con bìm bìm của mình nó cũng rất là hào hứng với trứng các bạn ạ. Đấy, không chỉ riêng mình mà con bìm bìm của mình nó cũng rất là hào hứng. Đây, này, đây. Đây. Thấy không? Khoái. Khoái. Khu vực bụi rậm này là hay có trứng lắm. Những khu vực này là có người ta hay nhặt được lắm. Bởi vì cái khu vực này ngay vệ đê mà. Nếu có thì nhặt sớm thì còn được, nhưng mà muộn này chắc không còn. Đây trong chúng ta cái túi này nhá. Trong này có hai quả trứng đấy. Đứng lên đây. Ở im ở đấy. Đây, đây, đây. Ngay chỗ con bìm bìm mà không thấy. Đút vào túi ngay, đút vào túi ngay. Ở đây trông đấy nhá, toàn trứng thôi. Nhìn thấy chưa? Đấy. Ừ. Cọc cọc cái con khỉ. Mình di chuyển xuống cái khu vực dưới này này. Cái dưới này là cái làn rậm tùm thì nó sẽ có nhiều tổ hơn. Đây ví dụ như là đây là một cái tổ cũ ở trong kia kìa. Đấy nhưng mà không có. Hôm nay không có. Cạnh kia là một cái chỗ mà mình đặt trứng vào 2 ngày hôm trước các bạn nhé. À đây. Đây đây một quả nữa. Một quả lang. Ôi. Ôi cứ tưởng quả trứng dẫm trơn hóa ra con ốc. Đây. Đây những cái bụi này nó hay nằm ở những cái bụi này lắm. Để mình ra cái tổ cũ nhá. Cái tổ cũ mà mình đặt hôm qua ấy. Đây các bạn này. Đấy. Ồ thế là có hiệu quả thật các bạn nhé. Hôm nọ mình đặt hai hôm nọ mình đặt một quả trứng ấy.
thì hôm nay ra nó là thành 3 quả trứng. Đây, quả đây chưa? Cái tổ nó đây, đấy. 3 quả trứng, giờ 4 quả này. Giờ mình ra cất vào túi đã. Vui phết các bạn ạ. Thực ra nói với các bạn chứ nó chả đáng bao nhiêu đâu. Chỉ có 25.000 một chục trứng thôi, nhưng mà không hiểu sao mình đi nhặt trứng ngoài đồng này vui cực kỳ ấy. Trèo lên đây các bạn nhé. Nhiều bạn cứ comment nói này nói nọ ấy, bảo mình là tham, bảo mình là xấu, không tốt. Thế nhưng mà thưa với các bạn là thực ra một cái chục trứng ấy nó không đáng bao nhiêu tiền cả. Hôm nào mà nhặt nhiều thì được hơn chục quả, còn hôm nào ít thì được 1-2-3 quả. Thực ra mà nói thì cái thời gian mà mình bỏ ra để mà mình đi tìm những quả trứng này ấy, thì thực ra cái thời gian đấy để mình làm việc khác. Nhặt trứng này nó cũng tự nhiên nó cũng cảm thấy nó vui vui ấy. Thì mình mới lại đi nhặt thôi, với lại cũng gọi là làm clip cho các bạn xem nữa cho nó vui. Chứ còn cái công việc chính của mình thì không phải là chơi lêu lổng lang thang ấy đâu. Mình còn nhiều việc để làm nữa mà. Đấy cho nên là các bạn cứ comment này nọ bảo mình tham, bảo mình không tốt. Tôi hỏi các bạn nên nếu thử các bạn nếu mà ra ngoài đồng, các bạn đi làm đồng chẳng hạn, hay đi chăn bò, chăn trâu chẳng hạn, đấy, các bạn nhìn thấy trứng các bạn có nhặt không? Tôi khám khẳng định là những người đang xem clip ở đây thì 10 người đến cả 9 người nhìn thấy trứng đều nhặt. Còn một người không nhặt là do người ta nghĩ đấy là trứng úc. Nhiều bạn comment rất chi là bức xúc, mình cũng rất chi bức xúc. Mình làm clip để cho các bạn xem cũng chủ yếu là mang lại niềm vui cho các bạn. Đầu tiên các bạn xem video là miễn phí đúng không? Mà mình làm đến bây giờ là không có một cái kinh phí gì. Các bạn xem thấy đấy, không có một cái quảng cáo nào ở trên video luôn. Mình làm cũng chỉ gọi là hứng thú mình làm thôi. Tại sao các bạn xem vui thì các bạn không khen được câu nào, mà xấu ra các bạn chửi luôn. Thật sự rất chi là buồn. Làm YouTuber này, làm YouTube này rất chi là quan ngại rất nhiều vấn đề, gặp rất nhiều thành phần. Cho nên là những cái bạn nào mà yêu quý mình ấy, mà đã theo dõi kênh mình từ rất lâu rồi ấy, thì mình rất chi là cảm ơn các bạn. Thế nhưng mà một số bạn mà vẫn còn những cái comment mà nó mang tính chất xỉa sói, hay là mang tính chất coi như là chia rẽ tình cảm của chúng ta ấy, của nhau ấy, thì thôi xin lỗi các bạn. Các bạn có thể xem hoặc có thể không xem, nhưng mà xin các bạn là đừng bình luận cũng được, và tốt nhất là các bạn không xem luôn cũng được. Đấy thì thôi, không nói dài này dài luyên thuyên nữa, tiếp tục đi nhặt trứng thôi. Đấy, tôi làm cái clip này cho những anh em nào mà yêu thích tôi, những anh em nào mà thích cái cuộc sống hoang dã trải nghiệm xem vậy thôi nhá. Ai không thích thì thôi. Để mình đi vòng xuống dưới này, lại vòng xuống cái chỗ mà hôm nọ tìm thấy quen mùi. Wow, ở đây nắm đĩa lắm các bạn ạ. Wow, đây là vệ bờ này. Wow các bạn ơi, nhìn thấy từ xa xa đã thấy thích rồi. Đấy, 4 quả luôn nhá, 4 quả luôn. Đấy, 4 quả luôn. Thích thật, đúng thật. Cái bạn mà bảo mình ấy, cái bảo mình mà nó đặt một quả trứng vào ấy, đây các bạn này, đấy, thì quanh lại nó rất chi là nó sẽ đẻ thêm vào đấy. Đúng là thật sự là rất chi là hiệu nghiệm các bạn nhá. Đấy, được 4 quả nữa này. Ôi, một chỗ 4 quả luôn. Ui, đấy. Lại đút vào túi. Đây, này, 4 quả luôn này. Đấy, khóa không? Đấy, đây này, các bạn này, 4 này, 5 này, 6, 7 này, 2, 4, 6, 7 này, 8, 9 này, 10, 11 quả. 11 quả luôn. Đấy, thấy chưa? Chúng mình mì của mình đang rất hiền thích. Nào, mổ vỡ ta vụt ra. Nào, trứng đấy, mổ vỡ ta vụt cho bây giờ. Này, 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 giang cánh làm gì ấy? Lấy đà đấy, nó lấy đà đấy. Ê, gãy mẹ mỏ mày đi, ngu lắm con ạ. Các bạn nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn. Ấy xin. Gãy mỏ nào. Thôi không nghịch nữa, tao tát cho mày cái rồi. Đi đến chỗ khác chơi. Bảo trông túi thì không trông. Các bạn nhá, những cái khu vực mà chính ấy mình để trứng là 1 này, với lại nó đẻ nhiều là 2 này. Những cái chỗ mà mình thường nhặt được hôm nọ ấy. Này,
rúc vào nó tát giờ, hay đút mày luôn nhé. Nào đút vào đây, đút luôn vào đây. Chạy ra. À, những cái khu vực chính mà mình đã nhặt được không nọ ấy, thì hôm nay mình đã nhặt hết rồi. Còn những cái chỗ, một số chỗ nữa nó không có. Quay à, hay đỉa. Ôi ôi đỉa. Kinh chứ. Biết ngay mà, đã bảo là ở đây nhiều đỉa lắm ấy. Này ăn đỉa không? Ăn đi. Ăn đỉa. Bèo. Bèo. Kinh. Kinh đỉa đấy. Nuốt luôn đi. Trả thù của tao. Bực mình. Bèo. Kinh. Kinh. Nuốt luôn, sợ gì. Nuốt đi. Nuốt. Nuốt, nuốt. Đấy, thế là xong phim con đỉa các bạn nhá. Nào, ở đấy mà cắn à. May nó chưa cắn đó các bạn. May chưa cắn, cắn là chảy máu luôn, không cầm được luôn ấy. May chưa cắn đấy, chú bìm bìm của anh đã xử lý luôn con đỉa rồi. Nào, chạy ra để anh cuốn trứng vào. Chạy ra để cuốn trứng vào, mang về. Trưa rồi, lắng rồi đây này. Hơn 7 giờ rồi. Cho mày đứng lên vai nào, lên vai đi. Lên vai luôn. Sợ gì. Treo lên. Treo lên xong lại mổ tai nhá. Ừ. Thôi nhá các bạn nhá. Clip của mình tạm dừng ở đây. Các bạn xem video thấy hay thì hãy cho mình một lượt thích, một lượt đăng ký và nhớ chia sẻ cho nhiều người cùng xem nhá. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Lại mổ tai rồi. À, đau. Thôi nhá, chào các bạn nhá. Để mình về mình vứt cái con bìm bìm này của mình ra vườn, không nó chồng mình quá thật.